Xin chào quý vị. Sau đây là có hội IU Cửu Long. Xin có nói đôi lời về mẹ. Thưa các cháu, thưa quý thần quyến, hôm nay là số anh em chúng tôi thuộc hội Ái Hữu Hải quân Cửu Long rất là đau buồn để có mặt ở đây để chia buồn với quý thần quyến và cũng là để thăm viếng bà chị của chúng tôi lần cuối cùng. Trước tiên thì chúng tôi xin mời ông tân bộ trưởng Lâm Ngọc Thạch có lời phân yêu với quý thần quyến. Cảm ơn anh. Kính thưa Tăng Quyến và thân bạn Quyến thuộc, kính thưa quý niên trưởng, quý chính nữ, tôi xin đại diện cho đại gia đình Hội Ái Hữu Hải quân Cửu Long. Trước hết xin thành thật chia buồn cùng Tăng Quyến và thân bạn Quyến thuộc trước sự mất mát lớn lao mà gia đình đang phải gánh chịu. Cứ đến là để thăm viếng và chân và chào vĩnh biệt một người chị mà chúng tôi rất quý mến. Kính thưa Tăng Quyến, với biết sinh tử là lẽ vô thường, nhưng sự ra đi của người mẹ chắc chắn sẽ không tránh khỏi những nỗi đau lòng tột hẳn cho những người con trong gia đình. Tuy nhiên, xin quý vị hãy bớt đau buồn khi nghĩ rằng giờ đây phu nhân đã được đoàn tụ cùng Đô Đốc nơi chốn bình an vĩnh cửu. Kính thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh được gặp gỡ Đô Đốc và phu nhân đã nhiều năm qua trong các ngày đại lễ của Hải quân và những sinh hoạt do Hội Hải quân Cửu Long tổ chức. Chúng tôi kính trọng vị tướng của mình và cũng quý trọng phu nhân là người đã không phải ngại đường xa, lúc nào cũng là người bạn đồng hành bên cạnh Đô Đốc. Kính thưa quý vị, cách đây không lâu, chỉ độ hơn nửa năm thôi, cũng tại nơi này chúng tôi đã cùng phu nhân và Tăng Quyến tiễn đưa cố Đô Đốc đến mộ phần. Một tuần sau đó tôi nhận được phone từ phu nhân mời đi dự một buổi tiệc với do gia đình tổ chức để cảm ơn chúng tôi đã giúp cho phần nghi lễ quân cách tiễn đưa cố Đô Đốc. Tôi còn nhớ phu nhân đã ân cần dặn dò chúng tôi phải có mặt đông đủ và rằng tôi muốn gặp các anh một lần cuối vì sẽ không còn dịp để gặp lại các anh nữa đâu. Thế nhưng sau đó vì nạn Covid-19 bùng phát cho nên buổi tiệc này đã phải hủy bỏ theo yêu cầu của mọi người. Trong dịp Tết vừa qua, chúng tôi có liên lạc nhiều lần bằng điện thoại để thăm hỏi phu nhân nhưng không được trả lời cho đến khi hai tin bà đã mất. Kính thưa phu nhân, ngày hôm nay các chiến hữu và các đàn em của Đô Đốc có mặt ở đây để cùng tiễn đưa phu nhân. Xin phu nhân xem đây là lần cuối cùng để gặp gỡ chúng tôi như ý của phu nhân. Kính chúc phu nhân bình an ra đi để gặp lại Đô Đốc nơi cõi vĩnh hằng. Xin vĩnh biệt. Một lần nữa chúng tôi thành thật chia buồn cùng Tăng Quyến. Cảm ơn quý vị đã dành cho chúng tôi có cơ hội được phát biểu trong tang lễ hôm nay. Trân trọng kính chào. Xin cảm ơn anh tân hội trưởng Lương Ngọc Thạch. Và sau đây là phần chia sẻ những vui buồn đã có với bà chị. Thì xin mời em Đặng Duy Bảo. Kính thưa quý Tăng Quyến, kính thưa quý quan khách, kính thưa quý niên trưởng thâm niên và quý chiến hữu các cấp. Trước tiên tôi xin mạn phép có đôi lời về Hội Cửu Long trong những ngày đầu sinh hoạt với Đô Đốc cũng như là phu nhân. Hội Cửu Long là một hội ái hữu quy tụ các cựu chiến hữu hải quân miền Nam Cali, được thành hình sớm nhất
cách đây cũng gần 45 năm. Tại Lido Sài Gòn, thủ phủ của người Việt tị nạn cộng sản hải ngoại. Và tôi hân hạnh là một chiến hữu, thành viên và là chiến hữu hội trưởng thứ hai sau chiến hữu niên trưởng Trần Trọng Ngà, hội trưởng đầu tiên của hội. Mục đích của hội Cửu Long là tương thân thương ái giữa những cựu chiến hữu cùng màu cờ sắc áo. Sinh hoạt nội bộ là một đại hội hàng năm và những phiên họp chung định kỳ cũng như bất thường của hai hội đồng quản trị và hội đồng chấp hành. Hội đặt nặng vấn đề xã hội như gửi quà đến các cựu chiến hữu hải quân và gia đình tại các trại tị nạn, cũng như các cựu chiến hữu và gia đình tại quê nhà, mà phần lớn là do các cựu và các phu nhân nỗ lực trong khối xã hội do chị đảng phụ trách. Điểm son của ngoại vụ là cộng tác với người cộng đồng người Việt hải ngoại, góp phần xây dựng đài tưởng niệm quân dân cán chánh đã bỏ mình đi tìm tự do. Và đài xây dựng đã được chủ tọa và cắt băng khánh thành bởi đô đốc Đặng Cao Thắng. Thêm vào đó, hội cũng cộng tác trong lãnh vực an ninh của cộng đồng do Sở Cảnh sát Westminster tài trợ. Và trong bối cảnh đó, thì một hội viên của Ban An ninh Cộng đồng đã ứng cử vào chức vụ nghị viên, đó là ông Lâm Quang, mà trong đó hải quân cũng đóng góp vào trong vấn đề đó, tức là trong nỗ lực phát huy vào lĩnh vực chính trị của cộng đồng. Trong hội đồng quản trị thường là các chiến hữu thâm niên như Đô đốc Thăng, Đô đốc Đào và các chủ tịch đầu tiên là Đại tá Quỳnh, kế tiếp là Đại tá Tùng và lần lượt cho đến nay là chiến hữu niên trưởng Phạm Gia Chính. Cũng như hội đồng chấp hành có niên trưởng Trần Trọng Ngà, kế đến là các niên trưởng khác, hiện nay là chiến hữu niên đệ Lâm Ngọc Thạch. Trong thời gian là hội trưởng cũng như giữ chức vụ thư ký của hội, trong các phiên họp chung của hai hội đồng thường có sự tiết diện của Đô đốc Đào và phu nhân, và có cô con gái út luôn tháp tùng. Chúng ta có thể nói tinh thần huynh đệ chí binh hay tinh thần đồng đội của Đô đốc Đào luôn được thể hiện từ ngày hội Cửu Long được thành lập cho đến nay. Hình ảnh chàng ở đâu thì nàng ở đó đã ghi đậm nét cho các sinh hoạt của hội Cửu Long. Tóm lại, hội Cửu Long là gia đình thứ hai của cựu Đô đốc Đào và phu nhân. Đô đốc Đào đã về với biển cả thì nay phu nhân cũng rời dương thế để về với chàng để chim liền cánh, cây liền cánh. Xin bính biệt phu nhân cố Đô đốc Vũ Đình Đào, xin thành kính phân lưu cùng tang quyến, xin thân ái kính chào quý quan khách, quý chiến hữu liên trưởng và quý chiến hữu các cấp. Xin cảm ơn. Sau đây là phần dân nhang trước diện của người quá cố.
sau phần dâng nhang trước linh trước di ảnh thì chúng ta sẽ lần lượt lên viếng xác và chào vĩnh biệt và chỉ lần cuối cùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.